thứ nhất. Một con Phật tử hỏi như thế này: kính bạch thầy, cho con hỏi, con rất thích niệm Amitabha theo tiếng niệm Phật của Hòa Thượng Tịnh Không. Mỗi khi tu càng cùng đạo tràng thì con vẫn niệm A Di Đà Phật. Khi tự chuyên tu riêng mình, con bật đài niệm theo Hòa Thượng Tịnh Không. Con muốn hỏi thầy, con niệm theo tiếng niệm Amitabha của Hòa Thượng Tịnh Không thì có được không ạ? Cái này thì nó là cái phương tiện thôi. Thì chúng ta niệm thế nào mà thấy tâm của chúng ta thấy hoan hỷ và an lạc là được. Nhưng mà có cái lưu ý là khi mà niệm thì cái theo cái tiếng Trung Quốc như vậy, tiếng Trung Hoa như vậy thì chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa của cái câu Phật hiệu đó. Còn nếu khi mà niệm theo từ A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật theo tiếng Việt Nam của chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu được và chúng ta khởi được cái tín tâm tốt hơn. Ở đây thì Phật tử nói là thích niệm theo cái tiếng là Amitabha của Hòa Thượng Tịnh Không thì niệm như vậy thì tâm an hơn với văn chẳng hạn. Có thể đây là vì sao? Đây là vì là Phật tử rất là thành kính Hòa Thượng. Đối với Hòa Thượng, Phật tử khởi cái tâm chân thành, kính nữa. Cho nên là mỗi khi nghe thấy cái tiếng niệm Phật của Hòa Thượng thì Phật tử thấy là mình an rồi. Nghe thấy tiếng của Hòa Thượng niệm là mình đã an rồi. Ví dụ chúng ta có thành kính và quy ngưỡng một vị thầy nào đó thì có thể chúng ta chỉ cần nghe thấy tiếng của họ là chúng ta an. Bây giờ thầy thì chưa phải là một bậc cao tăng đắc đạo gì cả, nhưng mà đặc biệt 1-2 năm gần đây nhiều Phật tử ở xa họ gọi điện về hoặc họ nhắn tin về qua đường mail của nhà chùa hoặc là qua đường điện thoại vân vân, họ nói rằng đêm ngủ hôm nào mà không nghe thấy tiếng giảng kinh Địa Tạng của thầy thì họ thấy gì bất an. Mỗi khi chỉ cần họ mở nghe thấy tiếng giảng kinh Địa Tạng của thầy thôi, hoặc nghe thấy tiếng của thầy thôi, thế là họ thấy an ngay, không cần phải niệm Phật mà cũng không cần phải ngồi thiền gì cả, họ chỉ cần thấy nghe cái tiếng giảng thôi là họ thấy tâm an, thấy hoan hỷ rồi. Thì vì sao họ làm họ cảm giác được cái niềm an lạc hoan hỷ khi mà mới thấy nghe thấy tiếng giảng như vậy. Cái thứ nhất thì mình cũng phải nói gì ở trong Phật pháp thì gọi là cái duyên thầy trò, có thể là nhiều đời nhiều kiếp với nhau đã từng theo nhau học đạo, đã từng thì trợ duyên hoằng pháp cho nhau vân vân đó. Cho nên hôm nay bây giờ thì chỉ cần nghe thấy tiếng giảng một cái là hoan hỷ ngay, khởi tâm tín kính ngay, tín mộ Phật pháp ngay vân vân. Còn nếu không có duyên đó, cho dù có gặp cái bậc cao tăng, bậc thánh tăng ngay trước mặt, có thể chúng ta thì vẫn không có cảm gì cả. Ta thấy đây là trong nhà Phật nó gọi là nhân duyên thầy trò là như thế. Cho nên ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật thì độ được cho thầy trưởng giả cấp cô độc. Nhưng mà bà vợ của thầy trưởng giả cấp cô độc ấy, thì là không có tin Phật. Chồng thì là một vị đại đệ tử của Đức Phật, một vị đại hộ pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng vợ thì không có tin. Phật thuyết pháp tại nhà của thầy với trưởng giả, nhưng bà vợ lên ngồi thì toàn ngủ gật thôi. Bà vợ lên ngồi toàn nghe pháp, toàn ngủ gật và gật gà gật gù từ đầu đến cuối mà không có hiểu cái gì cả. Mà Phật thuyết pháp mà nghe, vợ trưởng giả các cô đầu không nghe được. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất là vì đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của Đức Phật đến cũng nói thì bạch Đức Thế Tôn là gì? Vậy gì? Để cho con thì con thử giáo hóa để độ cho bà ấy xem. Tôn giả Xá Lợi Phất gần gũi lân mẫn để gì? Cũng đem cái trí tuệ của mình để thuyết pháp cho nghe. Bà cũng vẫn thì không bảo được, vẫn không khởi được cái niềm tin tín kính cho Phật pháp. Tôn giả Mục Kiền Liên đấy bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, vậy xin Đức Thế Tôn để cho con dùng một chút cái
cái thần lực của gì của con để xem con có thể hóa độ được được bà không, cũng không được. Tôi làm một kiền liên cũng không độ được. Rồi một số các vị đại đệ tử nữa xin này, xin xung phong để độ cho gì cho bà ấy, vì chồng của bà ấy là trưởng giả cấp cô độc, là ngài rất là thâm tín Phật pháp rồi, thậm chí cả nhà thâm tín Phật pháp, duy nhất có bà ấy, vì bà nghe Phật thuyết pháp bà còn ngủ cơ mà, thì ai mà có thể độ được cho bà ấy. Một số các vị đại đệ tử xin Phật, Phật yên lặng không nói gì. Vì sao? Vì Phật thấy là gì? Những vị này cũng đều không có duyên với bà ấy. Tháng bấy giờ thì bắt đầu đến tôn giả La Hầu La đi ra lễ Phật và bạch với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà Đức Thế Tôn thấy là gì? Con có duyên với bà ấy thì xin Đức Thế Tôn gì? Cho con đi thuyết pháp và giáo hóa độ cho bà ấy. Đức Thế Tôn hoan hỉ và nhận lời nói rằng: đúng thế, đúng thế. Như Lai thấy thì ở trên đời này duy nhất chỉ có La Hầu La là có thể độ được cho bà ấy. Và Đức Phật hoan hỉ nhận lời cho La Hầu La đi thuyết pháp để độ cho vợ trưởng giả cấp cô độc. Và đúng như vậy. Nhìn thấy La Hầu La đến ngồi trên tòa pháp một cái, tự nhiên là gì? Bà ấy tỉnh ngủ ngay. Trước đây cứ ngồi vào tòa pháp nhìn cái Phật một cái bà buồn ngủ, nhưng bây giờ nhìn thấy La Hầu La ngồi đến tòa một cái là gì? Bà tỉnh như sáo ngay. Và nghe La Hầu La thuyết pháp đến đâu thì bà cứ gật gù gật đầu đến đó, có nghĩa là gì? Bà hiểu. Nghe pháp bà cứ gật đầu, hoặc là nghe pháp đến đâu á mà bà hoan hỉ đó, bà cười rất tươi, và bà nhìn thì tôn giả La Hầu La rất chăm chú, như là một gì, một người thân đã từ nhiều đời nhiều kiếp gần gũi nhau, đã từ nhiều năm gần nhau như vậy mà xa nhau một thời gian dài, nhưng bây giờ gặp lại vậy đó. Và ngay sau bài pháp đó, bài pháp đầu tiên của tôn giả La Hầu La, bài phát nguyện gì? Thọ tam quy và trì ngũ giới. Chúng ta thấy đó, Phật thuyết pháp thì bà ấy ngủ gật từ đầu đến cuối. Các đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên dùng các phương tiện dùng chế để thuyết pháp thì bà cũng không vào. Nhưng La Hầu La đến thuyết một bài pháp, chưa cần thuyết bài pháp, ngồi đến tòa giảng rồi, tâm của bà thì đã sáng rực ra và cung kính, không có ngủ gà ngủ gật nữa. Và mỗi một lời nói của tôn giả La Hầu La nói ra, bà đều cảm nhận sâu sắc ở trong tâm khảm của mình. Và ngay sau bài pháp, bà quỳ dưới chân tôn giả và phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Sau khi trao truyền giới pháp cho bà vợ của trưởng giả cấp cô độc xong, tôn giả La Hầu La về đỉnh lễ Đức Phật, hoan hỷ bạch với Đức Phật là đã độ được cho bà ấy quy y Tam Bảo rồi. Không chỉ quy y Tam Bảo mà còn thọ, phát nguyện thọ năm giới nữa. Đức Phật rất là hoan hỷ. Bây giờ tôn giả A Nan lên bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: vì nhân duyên gì mà tôn giả La Hầu La lại có thể độ được cho gì bà vợ của trưởng giả cấp cô độc? Đức Thế Tôn mới kể về cái nhân duyên thì nhiều đời nhiều kiếp về trước, tôn giả A Nan là gì, đã từng là con trai của bà vợ ông trưởng giả cấp cô độc, và bà vợ ông trưởng giả cấp cô độc nhiều đời nhiều kiếp đã là mẹ của tôn giả La Hầu La. Nhưng đời này, kiếp này thì tôn giả La Hầu La lại là con của Gia Du Đà La và Thái tử Tất Đạt Đa, chứ không là con của bà vợ ông trưởng giả cấp cô độc nữa. Cho nên đó, trải qua một cái đời này như vậy, cách bây giờ gặp lại nhau một cái, nhìn thấy tôn giả La Hầu La mà cái tình mẫu tử, cảm nhận nhau nhiều đời nhiều kiếp thì bắt sóng được ngay. Hai mẹ con bắt sóng được nhau ngay. Cho nên đó, tôn giả La Hầu La vừa lên ngồi trên tòa pháp, bà ở dưới, bà nhìn thấy một cái tâm bà hoan hỉ, và có một cái điều gì rất là kính ngưỡng và gần gũi thân thiện. Khi nghe tôn giả La Hầu La mở lời thuyết pháp, từ đầu cho đến cuối bà đều nghe, cố gắng nhiếp tâm nghe chọn, không có mất đi một thứ nào đó. Vì cái nhân duyên như thế, nhiều đời nhiều kiếp như vậy, và tôn giả La Hầu La nhiều đời nhiều kiếp đã từng là gì, là con trai của bà, và đã gì, cũng đã từng đi xuất gia và đã từng về thuyết pháp độ cho bà ấy. Nhưng mà gì, do cái nhân duyên bà ấy chưa đạt được cái quả vị rốt ráo thanh tịnh, chưa đứng chứng được quả vị giải thoát giác ngộ hoàn toàn, chưa chứng được quả vị A-la-hán, mà mới chứng được sơ quả tu đà hoàn thôi. Cho nên á, sang những đời này bà ấy
Nghe tôn giả Anan thuyết ngay bài pháp đầu tiên, bà liền chứng lại được quả gì? Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, chứng lên được nhị quả Tư Đà Hàm. Chúng ta thấy đấy là nhân duyên. Đấy gọi trong Phật Pháp, trong Đạo Phật chúng ta gọi là nhân duyên. Vậy Phật tử ở đây cũng vậy, nghe thấy gì? Lời thấy tiếng niệm Phật của Hòa Thượng Thường Tịnh Hà Không cho nên rất là hoan hỷ. Hòa Thượng niệm A-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho. Đấy, Hòa Thượng niệm cứ như vậy, chậm chậm như vậy, A-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho. Đấy, cứ kiểu như vậy, chậm chậm như vậy, cho Phật tử niệm theo đấy, rất đi, rất hoan hỷ tâm an. Thế nếu mà khi nào mà ở một mình chỉ niệm một mình có thể mở lên mình nghe theo Hòa Thượng niệm và mình niệm theo cái tiếng niệm của Hòa Thượng ở trong trong băng đĩa cũng được, trong đài cũng được, không sao. Nhưng cái thời niệm công phu chính của mình á, thì mình nên niệm gì? A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật theo tiếng Việt Nam của chúng ta, để làm cái gì? Làm cái tư lương. Làm cái tư lương tức là làm cái gì? Cái tư lương để chuẩn bị hành trang cho chúng ta về tới phương cực lạc thế giới. Cũng nên niệm theo cái tiếng Việt Nam chúng ta nhiều hơn. Còn cái kia thì mình gọi là niệm để cho nó nhiếp tâm cái lúc bình thường thôi. Đó, về còn thì hỏi có lỗi gì không? Thì chắc chắn là không có lỗi gì cả, bởi vì tâm mình an thì có lỗi gì đâu. Không có lỗi gì. Đó, rất tốt.